Mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại chùa Bà Hiên Hậu 2 nằm trong phường Hòa Phú, thành phố Mới, Bình Dương. Đây là ngôi chùa được khánh thành vào ngày 18 tháng 2 năm 2013. Chùa Bà này rất là rộng, lớn hơn quầy chùa Bà Một. Đây là không gian ở ngoài cổng chùa. Nó xây những tường rào nhìn rất là đẹp. Đây là ở ngoài cổng của chùa Bà Hiên Hậu, Thánh Mẫu. Hiện giờ thì có trước cổng 12 cửa chính đã đóng, nhưng mà cửa phụ thì vẫn mở cho khách vào tham quan cúng bái. Đây là hình ảnh từ xa của chùa Bà. Ở trên nóc đỉnh chùa có hai con rồng đang đấu mặt vào nhau. Ở giữa sân chùa đặt một cái bát lư hương rất là lớn, làm bằng đá. Đây là bậc thang mình bước lên chùa rất cao. Ở ngoài trước thềm ba của chùa thì có đặt hai ông sư tử bằng đá. Chính giữa chùa có đặt một cái lư hương rất lớn. Hiện giờ thì chùa đang răng ra vắng vắng người, không có người tới hay ngang. Công trình xây dựng chùa Bà Thánh Mẫu, thành phố Mới, Bình Dương. Đây là công trình xây dựng chùa Bà Hiên Mẫu, Thánh Mẫu. Ở ngoài trước cổng chùa này có treo
lồng đèn rất đẹp, làm gỗ. Và đây là hình ảnh mẫu tiến vào chính điện của chùa. Đây là bà Hiên Hậu Nương Nương. Đặt ở ngay chính giữa cho chính điện. Đây là cái kiệu để rước bà hàng năm mà cô chú anh chị. Kiệu này là kiệu mỗi năm rằm rằm tháng giêng là để rước bà. Đây là thờ ông bà Bổn. Ông Bổn, bà Bổn. Đặt những cái khám bằng gỗ rất đẹp. Nhiều người họ đem heo gạo và nước mắm cương đến đây để cúng cho bà nè. Bên tay phải mình là thờ và Ngũ Hành Nương Nương. Được đặt trên một cái ham làm bằng gỗ rất là lớn. Đây là ở trên
mái của chùa, làm rất kiên cố và rất đẹp. Một quả chuông rất là lớn bằng đồng, và một cái trống cũng rất là to. Bên đây là một cái miếu làm thờ ông Địa và Hằng Tài. Ngôi miếu nha các bạn, làm bằng gỗ rất đẹp. Cánh cửa này là làm bằng gỗ hết luôn. Chùa bây giờ buổi trưa rất là vắng người. Đây là cây tha la nằm trước chùa, hai bên hai cây, trái rất nhiều. Đây là chính diện từ ở trên nhìn xuống ra ngoài cổng của chùa Bà Hiển Hậu II. Chùa Bà Hiển Hậu II này hàng năm là rước cộ và khoảng ngày mùng 9 là rước cộ ở chùa Bà II, còn ngày rằm thì rước ở ngoài chùa Bà I. Hàng năm và quán viên là làm lễ rước cậu bà. Video mình đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video sau.